gặp ông chủ. Ông chủ bộ muốn gặp là gặp sao? Vậy làm gì đi? Tôi đại diện cho tập thể anh em công nhân, muốn gặp ông chủ để đưa tờ đơn này. Cái thằng này đi, lùi lại. Có nghe không? Lùi lại đi. Chuyện gì? Anh muốn gặp ba tôi. Tôi thay mặt cho anh em công nhân, muốn đưa đơn cho ông chủ. Ba tôi đi công tác nước ngoài rồi. Hiện tại tôi thay ba tôi quản lý đồng điền cao su này. Chuyện của đồng điền cao su đều do tôi quản lý. Nếu có thư gửi gì xin hãy đưa tôi. Tôi sẽ cố gắng giải quyết trong khả năng của mình. Được. Đây là đơn của tập thể anh em công nhân. Tôi gửi ông chủ. Tôi nhận. Tôi sẽ xem xét rồi trả lời anh sau. Anh có thể về được rồi. Anh ta là ai vậy? Nó tên là Hải, một trong những công nhân có tay nghề giỏi của đồng điền chúng ta. Rõ ràng anh ta có trình độ hơn những nông phu thất học khác. Thơ viết rất rõ ràng rành mạch. Tên này á đã bị ông chủ cho vào danh sách đen. Nếu như nó không có tay nghề giỏi gấp 3 lần của những đứa khác thì ông chủ đã cho nó dùi thay ở gốc cao su từ lâu rồi. Có lẽ biết được điều đó nên anh ta mới gửi thư hòa chiến. Anh coi đi, anh ta có cách giải quyết tốt cho cả đôi đường. Không có ông chủ ở nhà là coi như công cốc rồi. Uổng công anh em mình thức đêm thức hôm vận động gần cả tháng trời mình mới gom đủ chữ ký. Vậy mà anh ta đã nói thay mặt ông chủ quản lý đồn điền và giải quyết trong khả năng. Mày không nghe hay sao? Nhưng anh ta chỉ là con của ông chủ thôi thì quyền hạn được bao nhiêu? Thiệt là xui mà. Tao lại thấy đây là cơ hội. Theo cách nói chuyện của anh ta là người biết lý lẽ hơn ông chủ. Hy vọng trước khi ông chủ về, anh ta chấp nhận nguyện vọng của tụi mình. Được không? Anh nhắm chắc ăn không? Nếu không được á thì mình tiếp tục gửi lần hai, lần ba, cho tới khi nào á gửi được thì thôi. Nếu không được nữa thì sao? Thì mình sẽ làm biện pháp mạnh hơn chứ sao. Đi.